giá trị, và cuối cùng đó là các tổ chức tài chính, các ngân hàng, đó là danh vọng. Thì khi mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta trả lời được hai câu hỏi của Facebook ạ. Vì sao Mark lại có khả năng từ chối thương vụ 15.000 tỷ mới 2 năm? Bởi vì đích đến nó khác, đích đến nó rất lớn. Vì sao anh Mark lại có khả năng thuyết phục Microsoft đầu tư vào đây 240 triệu đô mà có 1,6%? Bởi vì anh tính được con X là bao nhiêu? Với con X này của trường hợp Microsoft và Facebook là 80, thế nhân 80 lần số tiền đầu tư của Microsoft cho Facebook là 240 triệu đô nhân 8. Anh em nhập thử xem. Và đây được xem là một trong những thương vụ thành công nhất của Microsoft. Đây chính là lộ trình tài chính của một doanh nghiệp. Nếu chúng ta hiểu được điều này, doanh nghiệp của chúng ta sẽ có mục đích đến rất rõ ràng và KPI cực kỳ rõ ràng. Thì đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh em. Rồi, sau khi mà chúng ta chuẩn bị hết tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ có lộ trình tài chính và trong đó có KPI luôn rồi. Và để vận hành được một hệ thống phức tạp như thế này, nó cần một thiết kế, một tập đoàn rất là chuẩn chỉnh. Và sau đó chúng ta có nghệ thuật để PR cho doanh nghiệp của chúng ta, và cuối cùng là các sự kiện để quan hệ cổ đông. Và sau đó chúng ta sẽ làm thị trường ạ. Nếu mà chúng ta thấy Vingroup họ huy động vốn xong họ mới làm thị trường và cứ liên tục như vậy, thì chúng ta làm từ trong ra, thì đây chính là kỹ thuật để chúng ta triển khai cho chính doanh nghiệp của chúng ta. Và đây là điều mình muốn chia sẻ cho anh em, một cái giải pháp, một cái phương pháp mà chính Online đang đồng hành với rất nhiều các doanh nghiệp tại Việt Nam mà cực kỳ thành công. Đó là chúng ta hãy đi từ trong ra và chúng ta sẽ sử dụng cách tiếp cận hoàn toàn mới. Và khi mà chúng ta hiểu được điều này, thì trên thế giới hiện tại một cuộc chiến không cân sức giữa hai dạng CEO. Một dạng là CEO của cơ chế thị trường và một dạng CEO của cơ chế vốn, và cuộc chiến này không cân sức. Vì sao người ta nói không cân sức? Bởi vì trên thị trường luôn luôn sẽ có hai dạng doanh nghiệp. Một dạng doanh nghiệp là cơ chế vốn và một dạng doanh nghiệp cơ chế thị trường. Uber là một dạng doanh nghiệp, một CEO của cơ chế vốn. Còn taxi truyền thống là CEO của cơ chế thị trường. Nếu chúng ta thấy là Uber có bao nhiêu CEO ạ? Chỉ có một thôi. Nhưng mà taxi truyền thống có bao nhiêu CEO ạ? Hàng nghìn CEO trên toàn thế giới. Nếu Uber đánh vào một quốc gia thì chúng ta đã có trải nghiệm. Đó là gì ạ? Chịu không nổi. Thì lúc này chính quyền phải vào cuộc để hạn chế sự bành trướng phát triển một taxi công nghệ. Nhưng mà họ chỉ có một CEO thôi. Còn các hãng taxi truyền thống hàng nghìn CEO hợp lực với nhau cũng không thể nào cạnh tranh được với họ. Nên chính vì vậy á, chúng ta hãy trở thành CEO của cơ chế vốn. Và nếu muốn chúng ta muốn doanh nghiệp chúng ta thành công, thì một doanh nghiệp cần có phát triển hai bên rất là đều. Một bên là cơ chế thị trường và một bên là cơ chế vốn, nó phải chạy song song. Thiếu một bên này không được. Gọi vốn được thì kinh doanh được phải gọi vốn được. Và đó là điều mà